Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi chú chị mình hình ảnh của hai con đực ha. Đó, trong đây thì có một con đực kem F2 của chú chị, đó, và một con đực siêu cọp ha. Đó thì hai con này thì lụng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi nè cô chú chị. Đó 6 tháng rưỡi tuổi ha. Đó thì con kem F2 này em đo là chiều cao 1m13. Đó 1m13 bò, còn con đực siêu thì 1m16 bò cô chú chị. Đó nhưng nếu em nói chung thì hai con này thì xương sóc rất to. Đó chân móng thì chân móng sò ha, tướng tá thì rất đẹp. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó thì hai con đực này thì anh chủ nhà muốn bán với giá là 35 triệu nè cô chú chị. 35 triệu là giá chốt tại chuồng ha, không bao ship nha cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó nhưng em nói hai con này tướng tá kiểu mẫu thì rất đẹp cô chú chị. Đó mấy đóng mấy cái tướng tá này sao mà nuôi nó lên bò cô chú chị, tại vì nó đít nở dai nở ha, tướng tá đều. Đó thì chân móng hoàn thiện, không có ốp xe là xuống trúng được gì. Ở đây cô chú chị, đây con đực kem F2 nè, nó vàng xương sóc nè, chân móng thì chân móng sò ha, không bị ốp xe xuống lúc xuống ruột gì. Đó vàng đít nè cô chú chị, đó hai con đít nở dài nở ha. Đó còn con đực cọp nè, tướng tá cấp mình nè, đầu thì đục trụi nha cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không. Đó thì hai con này anh chủ nhà cũng bán với giá là 35 triệu. Đó nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi, thì bà con nào thấy ưng thì thấy giá cả hợp lệ, thấy ưng thì mua ủng hộ em ha. Đó thì mua thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì nói chung thì tỉnh nào em cũng ghép xe cho bà con mình ha. Đó thì hiện tại em đang có chuyến giao về An Giang. Đó em đang có chuyến gom bò về An Giang của chú chị. Đó với Đồng Nai. Đó với Bình Dương. Xe bà con đỡ thì chuyến xe ha. Đó thì hai con này lụng 6 tháng rưỡi tới 7 tháng tuổi nè cô chú chị, đít nữa ha. Nó tướng tá cấp mình hay đực này khá hay nè cô chú chị. Đây lưng dài nè, dài thì dây đôi nè, cô chú chị thấy không? Dây đôi lưng đôi ha. Có hai này kiểu mẫu thì rất hay. Đó, có hai này tướng tá này nuôi sao lên bò dữ lắm cô chú chị. Đó thì nói chung thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ nha, còn giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm cặp khác. Đó như hai con này thì nói chung con đực cọp siêu cọp nè cô chú chị, chúng ta bự cú bò. Đó chân móng thì hoàn thiện ha. Đó thì con F2 thì nói chung thì nó có hơi nhú sừng. Đó còn con đực siêu cọp thì đục trụi. Đó nhưng hai con này thì xương sóc thì em quan sát thì xương sóc thì khá to. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi vú béo thêm ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ tìm chiếc xe. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa. Đó 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bò này thì em bao của chú anh chị mình uống giò ha, hoặc thùng rúng thùng ruột ha, mặt mày nè. Đó con này thì F2 này của chú anh chị. Đó nhưng hiện tại nó chưa rụng ba lông máu luôn ha. Đây hai chân trước nè, hai chân trước nè. Đó con bên kia nè. Đó, hai con này thì em nói là xương sóc rất to. Đó chân móng thì đều chân móng sò ha, chân móng sò cùm đứng thẳng. Đó tướng tá cấp mình là cái như thế không. Đó thì hai con bò này thì anh chủ nhà muốn bán với giá là 35 triệu thì của chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì nói chung thì cũng có mười mấy triệu con. Đó, nói chung thì bộ đực hiện tại giờ lúc này thì nó thì nói chung thì bà con nào muốn mua bò nuôi vú béo đó. Hiện tại lúc này nói chung thì bò nó cũng rớt giá nè, thì bà con mình mua về nuôi nó sẽ có cái lợi đỡ hơn lúc trước ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái video bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó thì con mẹ siêu đỏ nè cô chú chị. Đó con giữ đang giữ con cái kem nè. Đó thì con mẹ siêu đỏ này đang giữ con cái kem này lứa thứ hai. Đó đang giữ con cái kem này lứa thứ hai nè cô chú chị. Đó con mẹ thì nói chung thì chiều cao đo là 1m37-38 bò ha. Đó thì mẹ con nói chung thì con mẹ này thì con này thì được 2 tháng rưỡi tới 3 tháng nè cô chú chị. Đó nhưng được con cái thì con mát sữa ha, lực lạc xương sóc thì khá to. Đó thì em quan sát thì mẹ con chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì.
Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì bộ mấy con này không tàn không xương thì rất lớn nha cô chú chị. Đó thì nói chung thì bộ mấy con này thì hổm em có lên rồi nè, nhưng mà con chung thì cũng có anh chốt ha, nhưng mà ảnh hẹn lần lượt đặt cọc thì lúc cuộc ảnh cũng không đặt cọc luôn, nên bộ mấy con này thì hiện tại thì nó cũng còn đó. Nhưng mẹ này thì nói chung thì cũng tàn cũng xương thì rất lớn, chiều cao tới 1m37-38 bò đó, nhưng được con cái đẻ con là mát sữa ha, mẹ thì rúng nè. Đó thì bộ mấy con này hổm là em báo giá là 34 triệu. Đó 34 triệu bộ mấy con ha, là giá tại chuồng đó. Nhưng nói chung thì nó cũng mất duyên, nên bây giờ anh chủ nhà nếu mà ai mua thì anh chủ nhà bớt cho 500 ngàn. Đó còn là 33 triệu 500 ha, thì bộ mấy con này hiện tại bây giờ là 33 triệu 500. Đó thì đó cô chú chị, đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đây phần chân móng nè, em nói con mẹ này xương sóc là xương sóc rất to cô chú chị, xương sóc cối luôn á. Đó rúng nè ha. Đó phần vú nè, vú thì 4 vú nè, con mới bú xong luôn. Đó thì đối với những bộ mấy con đã rồi như thế này thì bên em bán cho bao loại của chú chị mình trong vòng 3 tháng ha. Nếu về có lưu ý trục trặc thì cô chú chị chụp hình gửi cho em. Đó rồi bên em xác minh sẽ bắt bò về, em hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn ha. Đó con mẹ này thì em quan sát xé mặt thì nghiêm chỉnh này nghe cô chú chị. Đó xé mặt thì nghiêm chỉnh ha, còn xé lưng nói chung thì nó hơi căng. Nó hơi căng gì sao nè. Đó nằm nè, ngay phía hông nè. Đó thì nói chung thì bò lai thì cô chú chị nào chăm chế được thì mình mua ha. Nói chung thì được cái bò lai đó, nó đẻ ra thì nó cô chú chung thì con đực thì mình cũng vẫn nuôi nó dỗ béo, còn con cái thì nói chung thì nó đẻ ra F2 thì có thể mình bán bê, chứ cái dòng F2 để sinh sản thì nó rất giỏi cô chú chị. Đó thì bà con nào nói chung thì mình muốn kiếm bò cái sinh sản thì đó, bà con mình nên lựa những con F1 ha, là con của bò xin, con bò bô xin nữa cô chú chị. Đó mình để sinh sản thì nó sẽ bền hơn những con F2 ha. Đó thì bà con nào có mua thì em cũng mong ý em khuyên của chú chị mình mua lựa những con F1 đây nè, cũng như những con F2 như thế này nè, sao mình cũng không có để sinh sản được cô đâu cô chú chị. Đó nhưng mà được con cái thì nó xương sóc to. Đó, nó xương sóc to nó ú bò thôi ha. Nhưng mà con này thì nói chung thì mẹ này nó mát sữa, nhưng mà nó đẻ ra những đực, những con đực thì mình ngon. Đó nó đẻ con nó ra con này thì đụng 2 tháng rưỡi 3 tháng thì giật về nè cô chú chị. Đó con này thì em không có đo chiều cao ha, nhưng mà xương sóc thì rất to, nhưng mà nó ú bò tại vì con mẹ mát sữa. Đó thì cái dòng siêu nó mát sữa chắc cô chú chị mình cũng biết rồi ha. Đó thì bộ mẹ con này giá là 33 triệu 500 ngàn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Được con cái thì nó mẹ này không tàn không xương thì rất lớn nha cô chú chị, mẹ này không tàn không xương thì lớn dữ lắm á. Đó chiều cao tới 1m37-38 bò. Được con cái thì đẻ con là mát sữa ha, con thì lưng đôi nè, đít nở dài nở nè cô chú chị thấy không. Đó lưng đôi đít nở dài nở ha, mẹ con chân móng hoàn thiện. Đó không có bị ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe, bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đây tướng tá cấp mình nè cô chú chị, khỏi chơi bộ mẹ con này luôn, con mẹ nó mát sữa. Đó này mình đẻ là được con đực cái không, đực là nuôi hết lần luôn. Đó thì hình ảnh về giá cả bộ mẹ con này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó giá là 33 triệu 500 là giá chốt ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.